Xin chào khán giả của Duy Anh. Có lẽ cũng đã khá lâu rồi Đức và các bạn mới cùng quay lại với thương hiệu FC Frederick Constant. Tuy nhiên, lần trở lại này sẽ cực kỳ ấn tượng với một dòng sản phẩm hoàn toàn mới mang tên là High Life Heartbeat. FC sẽ dành riêng cho bộ sưu tập High Life này một phiên bản hộp da vẫn là màu xanh đặc trưng ở phía bên ngoài và màu kem ở phía bên trong. Nhưng ở bên trong này thì chúng ta sẽ có chiếc đồng hồ được đặt lệch về phía bên trái và phía đối diện sẽ là vị trí dành cho cặp dây được tặng kèm. Mỗi phiên bản đồng hồ thì sẽ có dây mặc định và dây tặng kèm khác nhau. Ví dụ, đối với phiên bản này thì chúng ta sẽ có dây da mặc định và tặng kèm thêm là dây cao su. Điều này sẽ giúp bạn có thể tùy ý lựa chọn kiểu dây phù hợp với trang phục cũng như là hoàn cảnh. Giờ thì mình sẽ nói chi tiết về mẫu đồng hồ này. Theo thông tin của FC thì nguyên mẫu đầu tiên của High Life đã ra mắt cách đây 20 năm và đặc trưng của nó là thiết kế với kiểu dây gắn liền với thân đồng hồ thay vì là gắn vào tay càng giống như các thiết kế đồng hồ thông thường. Đây là một trong những đặc trưng khá thông dụng ở những mẫu đồng hồ theo phong cách thể thao sang trọng, rất thịnh hành trong những năm 70 của thế kỷ trước, ví dụ như là Patek Nautilus hay là Audemars Piguet Royale. Và năm nay, với sự lên ngôi trở lại của dòng đồng hồ này, FC đã không thể đứng ngoài cuộc và đó là lý do họ quyết định hồi sinh High Life. Nói về thiết kế của High Life thì chúng ta sẽ làm cả một câu chuyện dài. Nó bắt đầu từ năm 1926 khi thương hiệu Rolex cho ra mắt thiết kế vô cùng ấn tượng mang tên là Oyster Case. Đó là một bộ vỏ hình bát giác gắn liền với vòng bezel ở phía trên. Cách thiết kế này còn được gọi là monoblock. Sau này nó đã trở thành đặc trưng của thương hiệu Panerai. Tuy nhiên, phải đến những năm 70 của thế kỷ trước, nhà thiết kế vĩ đại Geron Genta mới đưa Oyster Case trở thành một trào lưu với hàng loạt các siêu phẩm do chính ông tạo nên. Và trong 2 năm gần đây, một lần nữa phong cách của Genta được tôn vinh. Có thể nói là Oyster Case là một huyền thoại, một sự kết hợp tuyệt vời giữa chất thể thao mạnh mẽ và nam tính với sự sang trọng, tinh tế, là sự lựa chọn hoàn hảo cho hầu hết mọi hoàn cảnh. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc đồng hồ như vậy với mức giá khoảng 40-50 triệu thì FC High Life sẽ là một lựa chọn rất là phù hợp. Bộ vỏ của mẫu này được thiết kế dạng hình thoi kết hợp với giữa hai cạnh phẳng với những đường cong vuốt dài ôm trọn lấy mắt số. Phía trên là bezel cong 3 chiều đẹp mắt. Cùng với cạnh bên thì phần này sẽ được hoàn thiện bóng nhằm tăng tính sang trọng. Nằm giữa hai phần đó thì chúng ta sẽ có một phần diện tích được hoàn thiện phay xước để tạo nên một tổng thể vừa hài hòa vừa có điểm nhấn. Ở mặt sau thì chúng ta sẽ có một nắp đáy trong suốt được cố định với phần thân vỏ bằng 4 con vít ở 4 góc. Từ đây thì các bạn có thể quan sát được những chi tiết của cỗ máy FC310 ở phía trong. Phiên bản này là một phiên bản quen thuộc với mức chữ cốt tối đa là khoảng 38 giờ và chạy ở tần số là 28.800 VPH, có đầy đủ tính năng lên cót tay cũng như là lên cót tự động. Trở lại với mặt số, nổi bật nhất chắc chắn là bộ kim pencil ở vị trí trung tâm, kiểu kim đặc trưng của thiết kế thể thao sang trọng. Các cọc số cũng được thiết kế đồng bộ và đồng thời cũng sẽ sở hữu dạ quang, rất là tiện dụng. Điểm nhấn mang tên là cửa sổ Heartbeat sẽ nằm ở vị trí 12 giờ và tất cả các chi tiết đó sẽ nằm trên một nền dial được khắc họa tiết vân địa cầu với các kinh tuyến và vĩ tuyến đan xen nhau. Có thể nói đây là một chi tiết đắt giá được lấy cảm hứng từ thiết kế của Patek Philippe Arcanat. Chiếc này sẽ có đường kính mặt là 41mm, khá là dễ đeo. Chu vi cổ tay của mình là 16,5cm và mình nghĩ là chỉ cần chu vi cổ tay khoảng 15,5cm trở lên là đã có thể đeo được mẫu này. Sản phẩm hiện đang có mặt tại Duyên Watch, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với chế độ bảo hành chính hãng 2 năm cùng với ưu đãi mở rộng của bên mình lên đến 5 năm. Hãy đến với Duy Anh để trải nghiệm trực tiếp. Đức xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Và nếu các bạn thấy thú vị, hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Duy Anh để tiếp tục đón xem những video hấp dẫn nhé.